Cha, mẹ, con chịu thả con ra. Con treo cổ tự tử ngày đó. Cảm ơn cha, cảm ơn mẹ. Con à, đã trễ quá rồi. Quá trễ cái gì? Ngân Bình đã bị tống giam vào Thiên Lao. Giờ ngọ ngày mai sẽ cùng với công chúa và Đa Lộc bị lôi ra pháp trường xử tử. Tất cả định cuộc rồi. Cho dù con ra ngoài cũng không thể cứu được họ đâu. Con cứu được cũng phải cứu chứ. Cùng lắm chết chung với họ thôi. Được rồi, con đi đi. Trước khi con đi nộp mạng, hãy tỉ mẹ trước đã. Mẹ à, để đừng tôi mà chết mẹ. Đi. Mẹ à, hãy thôi để đi tôi bà. Chết mẹ đi. À, đừng bà, đừng bà, bà thôi đi bà. Đừng mà. Thôi đi bà. Ừ gì à? Bằng làm cha mẹ đau khổ nhất là chuyện kẻ đầu bạc tiến kẻ đầu xanh. Nếu con có lòng hiếu thảo thì con đợi mẹ chết trước hả? Bà đừng bà. Mẹ à, đừng làm gì mà mẹ. Mẹ à, đừng làm gì mà mẹ. Hữu Duy à. Tại sao Ngân Bình lại gửi thư thông báo cho cha mẹ tới cứu con chứ? Sao con đánh con bất tỉnh? Sao không cho con đi mạo hiểm với cổ chứ? Ngân Bình làm bao nhiêu chuyện là vì không muốn con đi nộp mạng thôi. Cổ cần bảo vệ mạng sống cho con, không ngờ con lại không đón nhận, nhất định đòi làm. Không lẽ con thật sự đành lòng ngay cả tâm nguyện cuối cùng của cổ con không giúp cổ hoàn thành sao? Tóm lại mẹ hứa với con, nếu con không làm chuyện dại dột nữa, đợi sau khi Ngân Bình bị chịu hình phạt, mẹ sẽ làm một bài vị thật rình rang cho cổ, được không? Hữu Duy à, cha mẹ sẽ cho Ngân Bình vào nhà họ Đinh chúng ta. Là ma của Đinh gia, hàng ngày thắp nhang cung phụng, có chủ có miếu. Hữu Duy, Hữu Duy, con hứa với cha mẹ, con sẽ không làm chuyện dại dột nữa. Các vị liệt tổ liệt tông thầy thượng phù hộ cho Đa Lộc và cháu dâu xa rời giận rủi, gặp dữ qua lành. Cúi xin liệt tổ liệt tông phù hộ nhị đệ và nhị tẩu tránh được cái chết. Thiên địa hữu tình, mọi chuyện để thiên nhãn định thiện ác, để tác nghiệp định quả báo. Trên dưới kim gia cúi xin liệt tổ chư tiên phù hộ Đa Lộc và con dâu có cơ may sống sót. Cho dù giảm thọ, Đinh Lai Hỷ cũng không từ nan. Chỉ mong trời cao có kỳ tích, mây đổi sắc, Đa Lộc và con dâu được phóng thích. Lão thiên gia tại thượng, Đức Thiện tin tưởng người tốt chắc chắn sẽ gặp lành. Trời cao có mắt, tuyệt đối sẽ không để cho người tốt mất mạng oan uổng. Nhị thiếu gia và mọi người chắc chắn sẽ tai qua nạn khỏi, các nhân tiên tướng, kỳ tích sẽ xuất hiện. Nè, ăn cơm đi. Tỷ tỷ, tỷ xem nè, là cháo thập cẩm mà tỷ thích ăn nhất đó. Huynh cũng có kim hoa lưỡng đầu ô. Chắc chắn là Đức Thiện công chúa chuẩn bị bữa tối cuối cùng cho chúng ta. Cậu đúng là cẩn thận chu đáo. Vậy thì chúng ta cố gắng thưởng thức, đừng phí lòng tốt của công chúa. Tri tốt thượng lạc, chung sinh bất nhục. Khi phúc phúc thượng tại, tri nhiên tự tâm an. Nè, ăn một miếng đầu ô đi. Dùng để ăn cháo, ngon hơn khoai dại đó. Cảm ơn tướng công. Ừ. Tuy không có gia tài đồ sộ, nhưng được nụ cười trên môi. Tướng công à, dạ ăn muỗng cháo đi. Ừ. Làm người cũng tri thức. Ừ, ngon lắm. Người nhìn chuyện thế gian, phía trước ta tự đi. Gió thổi sóng chân không e ngại, cùng nắm tay nhau vượt qua chúng. Khuyến thế ngôn gian mùi cũng học.
mê phủ dày đặc, âm u khắp trời. Có ai biết hiện giờ là giờ gì không? Hiện giờ là giờ gì không quan trọng. Trong lòng hoàng thượng vui vẻ, thời khắc này mới là thời khắc tốt nhất. Hôm nay hoàng thượng buồn rầu khó giải. Nếu trong lòng hoàng thượng rối bời, chỉ bằng để thần thiếp hầu hạ hoàng thượng về điện Cam Lộ đánh cờ, tập trung quan sát biến hóa của cờ, nhờ đó có thể tạm quên u buồn trong lòng. Bại gia. Hình tạc to gan, ngươi dám hành thích trẫm, thật ra ngươi là ai? Ta là bố Thuận Phong ở Nhiệt Tình Cục. Nô tài to gan, ngươi dám hành thích hoàng thượng là lỗi tày trời, chịu lý phải xử đại hình lăng trì. Ai nói ta muốn giết hoàng thượng? Người ta muốn giết chính là ả đàn bà đây. Ngươi hỗn láo. Di Phi, ngươi và Di Phi có mối thù sâu nặng gì? Tại sao nhất định phải đòi giết chết chứ? Ta giống vậy đôi tình với công ty Hồng Bích, nhưng Hồng Bích lại đắc tội với ả đàn bà này. Và ả đàn bà này chặt đứt gân tay, hành hạ đến chết. Tại sao ông trời không có mắt? Tại sao lần nào ai cũng được vứt lớn mạng lớn chứ? Lần nào? Lần đầu tiên ở Ngự Hoa Viên, tên Trúc Kim Đa Lộc đã chết thay cho ả rồi. Còn người của ta thì trở thành vong hồn dưới lưỡi đao. Lần này ta hành động đơn độc, cuối cùng thất bại nặng nề. Thì ra thủ phạm thực sự hành thích Di Phi là ngươi, lôi hắn ra chém. Dạ. Đi. Bây giờ sự thật phơi bày, phải trả lại công bằng cho Lữ Tiểu Uyển. Lập tức tới Thiên Lao, truyền khẩu dụ của trẫm, ngăn cản Lữ Tiểu Uyển và mọi người chịu hình phạt. Tuân lệnh. Uống xong chung rượu độc này, thiếp và tướng công sẽ tạm thời xa nhau. Đừng xuống cửu tuyền mới gặp lại. Nương tử yên tâm, ta sẽ nắm tay của nàng lại. Cho dù là phía trước tối thế nào, khó đi thế nào, ta cũng không buông ra. Tỷ tỷ, kiếp sau chúng ta gặp lại. Khoan đã, hoàng thượng có chỉ không được uống rượu đoạn trường. Kim Đa Lộc, Lữ Tư Quyển, Ngư Đồ Tân Bình tạm quản tử hình. Lữ Tư Quyển lập tức diện thắng. Nô tài tham kiến hoàng thượng. Lùi ra. Dân phụ khấu kiến hoàng thượng. Miễn lễ. Tạ hoàng thượng. Còn ốm quá. Vừa rồi Di Phi bị tấn công, thích khách lập tức bị bắt. Sau khi thẩm tra thì ra là một tiểu thái giám Nhiệt Tình Cục. Bởi vì thương quán trong lòng căm hận Di Phi, cho nên ba lần bốn lượt muốn giết chết Di Phi. Thật sao? Bây giờ sự thật phơi bày, xem như con đã được minh oan. Nếu con đã vô tội, vậy thì Kim Đa Lộc, Tư Đồ Ngân Bình cũng là bị oan. Trẫm sẽ trả lại công bằng cho họ, nhưng theo phép như phải đầy con làm dân thường. Còn Ngân Bình cũng bị trục xuất khỏi cung. Hoàng thượng, dân phụ cảm kích vô cùng, nhưng dân phụ tin chắc chuyện này không phải là ý trời, là người gây ra. Những gì trẫm có thể làm chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Dân phụ hiểu. Trẫm là vua của một nước, chuyện gì cũng phải làm theo dân pháp, ít nhiều cũng phải có sự trình bày với thiên hạ. Đúng vậy, kết cục lần này không phải ý trời mà là nhân quả. Trẫm đã thu xếp cho tử tù giả làm thích khách nhận tội. Từ đầu tới cuối trẫm cũng không tin con vì che giấu thân phận, ý đồ che giấu trẫm nên giết hại Di Phi. Cho dù con không phải là huyết mạch thân sinh của trẫm, trẫm chung sống với con đã 20 năm, tính tình của con như thế nào lý nào trẫm không biết. Những chuyện trái với lương tâm, giết người phản nghịch không phải là hành vi của con. Trẫm biết rõ con vô tội, nhưng cũng không thể miễn xá tội chết cho con. Lần này đây là cách tốt nhất và cũng là cách duy nhất. Quan tâm việc dân phụ làm nhiều chuyện như vậy, dân phụ thật sự không biết. Trong lòng của trẫm, con không phải là dân phụ tầm thường mà là chiêu dương của trẫm. Quan tường đại ơn đại đức, dân phụ có lòng đáp đền. Tình nghĩa ra sao con hiểu là được rồi. Thật ra lần này tái ông mất ngựa, biết đâu quả phước con gặp nạn bị giam, Kim Đa Lộc không chút ruồng bỏ con, thà chết đi theo, đủ biết hắn có tình sâu nghĩa nặng với con. Có thể nói ngàn vàng dễ tìm, chân tình khó kiếm. Dân phụ biết. Từ nay con phải rời khỏi điện Kim Loan, bay vào nhà bá tánh bình thường. Lá ngọc cành vàng
bỗng biến thành một dân phụ. Từ nay có phải quên đi xa qua. Tên hoàng thượng yên tâm, cho dù là Kim Điện hay Kim Gia, mọi người cũng hết lòng thương yêu dân phụ. Yến nhỏ tung cánh, rời tổ làm nhà. Mai này mưa gió bão bùng, không phải chỉ có một mình Trẫm lo lắng sợ hãi vì con, mà là trên dưới Kim Gia che mưa che nắng cho con, đa lộc tình thâm, quạt mát rót trà cho con. Trẫm thực sự không còn bận tâm nữa. Hôm nay cách biệt, hoàng thượng phải cố gắng bảo trọng. Cha, người xưa điểm mới tựa Nga Mi, kiều diễm vô cùng, kinh ngạc vô cùng. Trời ơi, hai người yêu nhau rồi, ớn lạnh quá đi. Thì đó, từ đầu tới chân hạnh phúc tràn đầy, làm người ta ganh tị vô cùng hả? Mừng là Bỉ Cực Thái Lai, dĩ nhiên phải lấy may mắn rồi. Nương tử ha, nương tử à, ngồi. Làm phiền nha tướng công. Nhưng Bình à, hôm nay mùi đúng là hoàn toàn thay đổi đó. Bớt một chút quay phong thêm một chút lịch sự. Ý Quỳnh nói bình thường mùi thô lỗ không lịch sự sao? Ý Quỳnh không phải vậy đâu. Miệng biểu đệ nói lý lẽ thì được, muốn ăn nói khéo léo như Quỳnh hả? Vậy thì dễ phát tài quá. Nè mọi người xem, người đông thế mạnh, Kim Gia chúng ta đúng là mạnh không đỡ nổi. Tổ tiên phù hộ, Kim Gia tai qua nạn khỏi, từ nay cuộc sống nhất định Bỉ Cực Thái Lai vui sướng tràn đầy. Dạ, nhất định rồi. Lần này con liên lụy cho mọi người, lo lắng hoang mang, con xin lỗi. Đừng nói vậy mà. Người trong nhà không cần phải nói lời xin lỗi. Cháu dâu à, đừng quá xa lạ. Từ nay về sau không thương đâu. Ăn miếng Bỉ Vực xong phi nha dĩ tẩu ha. Dần rủi đi hết giận mai tới. Chúc dĩ tẩu và dĩ ca răng long đầu bạc dĩ tẩu ha. Không cần tuân quy phép tắc, phu thê như keo như sơn. Vậy tẩu thêm cộng sao cho cô nè. Mọi người không gọi tôi là công chúa, còn vậy tẩu thì ra bùi tay như vậy đó. Đừng gấp cho tôi nữa, mọi người ăn đi. Vậy cả này nói à, nói cũng ăn đi. Nói à. Nè Bảo Hiền à, cảm ơn nha. Con đừng tối ngày lo gấp thức ăn cho người ta, con ráng ăn thêm đi. Mặt của con phải tròn trịa đầy đặn mới đẹp á. Bảo Hiền à. Bảo Hiền. Bảo Hiền. Tấn à, con đừng tối ngày lo lụa cơm nữa, nhiều thức ăn lắm đó. Tấn hả? Nói cái gì vậy? Thì bảo mọi người ăn cơm mà. Không phải đâu nội, lúc nãy nội gọi con là gì? Con là Bảo Hiền chứ là ai? Con tên là Quảng Bảo Hiền. Nội à, nội gọi con là Tấn hả? Con đúng là lẩm cẩm mà, ta không gọi con là Tấn chẳng lẽ gọi con là Phúc sao? Sao bà nội nói chuyện lạc quá vậy? Bảo Hiền là ai vậy? Bảo Hiền là mẹ ruột của Đa Phúc đó. Còn Tấn là ai? Còn Tấn là tướng công của tôi. Hai người đó tiên du rồi mà. Bà nội bị khùng hả? Bà nội à, vậy con là ai? Ê trời, Hoa An, sao lại ngồi đây? Chỗ này dành cho ngươi ngồi sao? Ngươi đúng là to gan. Hoa An là ai vậy? Hoa An là gia đình của chúng tôi, cởi hạt về trời mấy chục năm rồi. Hả? Bà nội bị khùng rồi. Đùa với các con thôi, không nói làm sao mà cười được. Nè, Đà Phúc á, thì giống con dâu lớn nhất, lúc nào cũng muốn gia đình hài hòa, đưa một đứa nhỏ cho nó bú. Còn Đa Lộc thì giống thằng Tấn nhất, chơi dịp tử hí luôn mát tài. Một nhà thắng ba nhà, không cần cống nạp. Vậy còn Hoa An, sao tự nhiên đội lại nhắc tới Hoa An? Hoa An, thọ Phúc An Khang, 80 tuổi mới về trời, giống ổng ít ra cũng bình an. Làm con sợ
Chết. Chỉ là nói đùa thôi. Bãi. Đúng là người già như trẻ lên ba. Nội chúng ta đang nói đùa. Cả nhà hòa thuận với nhau, già trẻ đều hòa thuận lắm. Đúng là nhìn thấy cũng ganh tị, nghe được cũng thấy vui. Hữu Duy và Ngân Bình cũng sắp có tin vui rồi. Sau này cũng giống như nhà họ Kim này, cả gia đình đều vui vẻ. Mong được như vậy, mong được như vậy. Sau này làm hỷ sự có cần gì giúp đỡ cứ việc lên tiếng nha. Kim và chúng tôi nhất định ủng hộ hết mình. Đợi tôi làm xong công việc trong nhà cũng có thể phụ giúp. Đại Tẩu à, từ nay làm công việc trong nhà để dành cho muội với, để muội cùng chia sẻ với Tẩu. Vậy sao? Muội cũng có thể phụ giúp. Tỷ là nhị thiếu phu nhân, muội đừng có dành với tỷ. Hơn nữa sắp tới muội còn phải lo mua sắm, không rảnh nữa đâu. Từ nay muội sẽ ở trong căn phòng này. Ngân Bình à, tên ra muội tới nhà của huynh ở cũng được vậy. Bất tiện lắm, muội ở đây có tỷ tỷ làm bạn mà. Ngân Bình cô nương, phòng này còn cần gì bố trí nữa không? Đúng đó, chẳng hạn như chỗ này có cần kê thêm hai cái tủ, hay là muốn có thêm vài bức tự họa không vậy? Không không, trải giường mình đắp bình hoa chén sứ, không đủ thì nói chúng tôi biết. Không cần gì hết đâu, tất cả đơn giản được rồi. Dù sao Ngân Bình ở đây cũng không lâu đâu. Không lý nào, nhị thiếu phu nhân xem Ngân Bình cô nương như tỷ muội ruột rồi. Đúng đó, Ngân Bình cô nương muốn ở lại đây bao lâu chúng tôi cũng sẵn sàng hoan nghênh. Hy vọng Ngân Bình một thân một mình, dĩ nhiên trông cậy vào nhị thiếu phu nhân rồi. Lát nữa tôi mà báo với cha mẹ để dèm hỏi Ngân Bình, muội sẽ mau chóng có nơi nương tựa ngay. Vậy chúng tôi không làm phiền hai người tâm sự với nhau nữa. Đi. Muội nói thành thật với huynh hồi nào? Mọi chuyện còn chưa tới đâu, huynh có cần đánh trống khua chiêng nói cho mọi người nghe không? Chuyện vui sợ gì không cho thiên hạ biết chứ. Chuyện tốt không đồn ầm ĩ, hỷ sự đồn ngàn dặm mà. Đinh Hữu Duy này chắc chắn sẽ cưới muội đó. Lúc trước huynh ăn nói cục mịch, trở nên ăn nói khéo léo từ hồi nào vậy? Trong lòng đã có người nên cũng điềm tĩnh hơn. Định nhi hậu năng an, an nhi hậu năng lụy, lụy nhi hậu năng đắc. Tìm được thê tử tốt rồi. Không biết xấu hổ, ai là thê tử của huynh chứ? Chúng ta đã bái đường rồi đó, chỉ còn thiếu chuyện là chưa có đồng phòng thôi. Huynh đừng có giận mà. 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 6, 7. Nương tử đang làm gì vậy? Mùi đếm bước chân. Đếm bước chân? Từ chỗ này bước tới bàn là 4 bước. Từ bàn bước tới giường là 5 bước. Rồi bước tới cửa sổ là 7 bước. Thì ra là chê căn phòng nhỏ. Cũng khó trách thiệt. Ở đây so với phủ công chúa thực sự là một trời một vực. So với hoàng cung càng không thể so sánh được. Nàng cũng biết đó, phủ công chúa của nàng thực sự rộng lớn lắm. Nói một câu cũng có tiếng vang. Nói đâu xa, chỉ tính nhà xí thôi cũng lớn hơn căn phòng này nữa. Cũng không phải là không tốt. Nè, cách từ giường ngồi dậy đi vài bước thì có thể uống hớp trà. Còn không thì đi thêm vài bước thì có thể bước tới cửa sổ ngắm muôn hoa. Nếu thấy mỏi, đi thêm vài bước có thể lên giường nằm xuống gối rồi. Nàng thật sự không chấp nhất căn phòng nhỏ sao? Sau khi thiếp làm từng chân mới hiểu được. Nhà cửa gọn gàng không cần lớn và thơm đất mũi không cần nhiều. Thật à? Chàng thấy lòng vương tốt hơn hay là nhà rộng tốt hơn? Thật lòng có phải là hơn hẳn chàng thật không? Dĩ nhiên rồi. Làm người cần phải an phận thủ thường, cần gì ganh tị gia đình phú hộ. Hiện giờ thiếp có tướng công, có mẹ và còn có bà nội nữa. Dì Tẩu, tối qua cô bảo tôi chi một nửa công việc cho cô gánh giác mà. Tôi đã viết hết công việc vào trong này rồi. Vậy thì tỷ muội của chúng ta thay phiên nhau làm cách tháng đi. Nè, dài lê thê vậy sao? Trời, thì ra công việc nhà nhiều vậy sao? Tam thúc, nhị thúc, công việc của Tẩu làm mỗi ngày, làm mỗi tháng. Tẩu bước vào nhà họ Kim 7 năm thì làm đúng 7 năm. Làm hoài, không ai biết thôi. Nè, phải rồi, đọc lên nghe thử coi. Một thứ nhất, mỗi sớm canh năm nấu cháo, chuẩn bị điểm tâm cho bà nội. Vậy nghĩa là nửa đêm giờ dần phải thức dậy. Ngày thường tỷ tỷ lên giường chợp mắt chuyển mình cũng chưa ngủ nữa. Phận làm con dâu rất gian nan, có thể nói canh ba thắp đèn, gà gáy canh năm. Dạo này nội nhức mình nhức mẩy quá, cũng không muốn thức dậy sớm nữa. Nấu sẵn nồi cháo để ở đó có phải là nguội lạnh hết không? Hay là đổi thành cháo canh bảy đi nha. Cũng tốt, để trời hừng sáng mới dậy ăn là vừa đúng lúc đó. Nghĩa là giờ thình mới nấu. Nương tử, có thể không cần thức dậy sớm rồi. Mục thứ hai, sắp xếp thực đơn mỗi ngày, tu xếp hiện thực. Cả nhà họ Kim 7 miệng ăn, đông người như vậy,
chỉ cần tính ăn cái gì cũng mất rất nhiều thời gian rồi. Lại còn mỗi bữa cũng không lặp lại, còn phải chăm sóc khẩu vị cho mọi người nữa. Ờ, mua bí hay cải, heo hay bò, nấu canh hay súp, nghĩ tới cũng thấy lao tâm lao lực rồi. Ê, không sao. Trong nhà Quỳnh háo ăn và kén chọn nhất. Nếu chọn sơn hào hay gì thì không tốn sức. Để Quỳnh sắp xếp là tuyệt vô cùng. Nên mua món gì chế biến sao thì để buổi sáng Quỳnh nói cho lương thần mỹ cảnh. Vậy thì mỗi sáng vậy tậu dễ vô cùng. Dễ vô cùng. Dễ vô cùng. Vậy thì hay lắm, làm phiền đại ca giúp đỡ. Con dâu nhỏ, con cứ đọc tiếp đi. Mục thứ ba, hàng ngày kiếm đếm hàng tồn trong kho. Đúng vậy, cô phải đếm lại số hàng hóa cần gì mua thêm, chừng nào thì mua chút hải vị, rau yến, đông cô, sò, điệp, vân vân. Mua đồ nhập hàng, công việc rất nhỏ nhặt, chỉ tính 7 thứ cần có, bao gồm trà, muối, dầu, củi, tương, giấm, gạo. Tương, giấm, gạo. Để có diệu kế. Thôi thì dùng cách tính của bàn tính. Dán tờ giấy, kẻ dài ô tạp quá. Lương Thực Toàn dùng cách nhớ số. Xài hết một tỉnh thì gạch một gạch. Cầm tờ giấy sẽ xem biết nên mua gì. Mua cải cũng có thể chia thành từng bó. Từng bó, từng bó một. Hay, hay lắm, rất hay, cách rất hay. Vậy thì bao nhiêu công việc cũng không e ngại. Lúc trước tẩu phụ trách, sao không thấy Tam Thúc nghĩ ra cách này đi. Đệ tẩu biết lắm khổ nhiều. Tẩu vừa tài giỏi lại biết cách sắp xếp mà. Vừa xinh đẹp như hoa, lại hiền lương thục đức, lại... Quả thật là Tiểu Ngọc làm rất được việc đó. Giờ là cháu dâu ngoan, lại là thê tử hiền. Tóm lại đó, cưới được thê tử như nàng, ta đã phát vô cùng rồi. Cũng phải, thê tử như thiếp, người người ca ngợi mà. Người người ca ngợi. Xem nàng kìa, y như trẻ con vậy, ăn hồ lô ngào đường thôi, cũng vui mừng như vậy đó. Cái thiếp đang ăn không phải là đường phèn, mà là đường của đường, đường hoàng hoàng. Thật là khó hiểu. Lúc trước thiếp làm công chúa, sống trong tâm cung, canh phòng nghiêm ngặt, muốn ra ngoài dân gian, đâu phải là chuyện dễ, lại còn một thức ăn được phú. Vậy cũng phải, thân thể thiên kim, ra ngoài chắc tiền hô hậu ủng, ngay cả thiện thực cũng có nô tì dùng ngân châm thử trước, làm sao thoải mái như bây giờ. Làm dân thường, tự do tự tại, không bị gò bó, một thức ăn đường phố cũng được. Ngồi xuống đất, chọn ngọc bội cũng được mà. Nương tử không nói ta cũng không biết. Thì ra làm dân thường có nhiều cái hay như vậy. Vậy thì từ nay ta và nương tử sẽ... Nương tử. Con người ắt phải có tên có họ chứ. Thiếp không muốn tên Lữ Tiểu Quyển nữa. Hay là chàng đặt tên khác cho thiếp đi. Vậy cũng được. Trong trống đỏ kìa. Đặt họ đỏ tên trong trống đi. Không được, khó nghe quá. Ý, bánh mè kìa. Hay là đặt tên bánh mè đi. Cấm chàng nói lung tung. Đặt tên phải có thiện cảm chứ. Chỉ cần ta mắt nhìn thấy, lòng nghĩ tới, vậy là được rồi. À hay là vậy, đảo ngược tên Chiêu Dương, tên là Dương Chiêu. Dương là họ, cũng hay lắm. À nè, vậy từ nay nàng là ái thê của ta, Dương Chiêu. Dương Chiêu muốn ăn bánh bao. Dương Chiêu ăn bánh bao, lập tức tới thành giao. Từ nay không còn cãi nhau. Ăn bánh bao, ăn bánh bao. Làm ơn cho chúng tôi mấy cái bánh bao đi. Phi giá đâu? Tham kiến chi quý phi. Đức thiện, con là công chúa của đại đường, tất cả ngôn hành cử chỉ đều phải đại thể. Ta đã thu xếp cho con học cầm kỳ thi họa. Hơn nữa, ai đã sắp đặt gì? Tam công chúa vốn là lá ngọc cành vàng ngọ thiện, không thể chỉ có bánh bao mì sợi và cơm gà ít ỏi như vậy được. Con đã căn dặn ngự thiện phòng làm đó. Một mình ăn không hết có phải lãng phí quá không? Bánh bao cơm trắng là do con bảo họ làm cho con đó. Con không thể xem thường cung quy như vậy. Số lượng thiện thực không thể tùy tiện thay đổi. Thân thể thiên kim công chúa cần phải dùng sơn hào hải vị. Tí thiện phòng tùy tiện làm càng, chiếu lý chịu phạt. Hàng công công. Quý phi nương nương. Lập tức truyền khẩu dụ của bốn cung. Tí thiện phòng vi phạm cung quy, phạt tí thiện phòng khấu trừ nửa năm bổng lộc. Trưởng thiện cấm người thân thăm hỏi một năm. Các nữ sửa thì đầy vào bảo thức làm khổ con một tháng. Khẩn xin nhi quý vị, hãy giảm nhẹ hình phạt. Tất cả lỗi lầm chỉ một mình con thôi. Con là hoàng tộc của đại đường, lý nào phạm lỗi. Có lỗi cũng chỉ là lỗi của đám nô tài này. Nếu để người ta biết công chúa phạm lỗi, khác nào để thiên hạ chê cười. Không chỉ Ti Thiền Phòng phải chịu phạt, Phi Yến và hai người cũng phải chịu phạt. Xin nhi quý vị tha tội. Phạt mỗi người khấu trừ nửa năm bổng lộc. Tạ
quý phi. Trước giờ lời ngay luôn chói tai, nhưng bổn cung không thể không nhắc Đức Thiện. Nếu con không muốn những người xung quanh con chịu chung hình phạt, bị truy cứu trách nhiệm, vậy thì con phải cẩn thận ngôn hành, đừng lầm đường lỡ bước. Còn bằng không, chịu khổ cũng chỉ là đám nô tài này. Hoàng thượng hết lòng sủng ái Tam công chúa, Tam công chúa mới tùy tiện làm càn vậy thôi. Chính vì ta muốn nó biết, ở trong cung người nắm quyền chính là bổn cung. Lần này Cách Sơn đã ngưu, có lẽ nó cũng biết nghe quyền âm, biết giả ý. Nếu ngoan ngoãn nghe lời thì thôi, bằng không Đức Thiện của hôm nay chính là Chiêu Dương của hôm qua. Ai dám cản trở bổn cung, bổn cung sẽ đá nó đi. Tham kiến quý phi nương nương. Ngươi điều tra kỹ lai lịch của bố Thuận Phong chưa? Bẩm nương nương, nô tài đã cho điều tra rồi. Nhưng lạ lắm, không ai biết rõ lai lịch của tên thái giám này cả. Ngay cả hắn khi nào vào cung, tổ tịch ở đâu, quê hương ở đâu, có người thân nào, tất cả đều không ai biết. Không lẽ có người che đậy lai lịch của hắn sao? Có lẽ có người âm thầm tạo dựng làm gian dối. Rõ ràng bốn cung phái Dương Gia Đông làm thích khách, sao lại sinh thêm nhiều chuyện, xuất hiện thêm một công công ra nhận tội, tóa sạch hoàn toàn lai lịch của hắn sao? Thế lực người này thâm sâu khó đoán. Có khả năng như vậy thì chỉ có một người thôi. Ý nương nương muốn nói hoàng thượng? Trước giờ hoàng thượng luôn thương yêu Chiêu Dương, vì muốn cứu mạng nó, bày kế giúp nó thoát tội cũng đâu có gì lạ. Vậy chúng ta phải đối phó thế nào? Nè, tạm thời chúng ta không thể hành động hồ đồ, phải bình tĩnh ngồi chờ. Dạ, được được. Thân là công chúa, ăn uống cần phải có kiến thức, giữ lễ nghi, khi nhai không tiếng động, há miệng không lộ răng, ba phần xem như no, chậm rãi đừng than trễ. Nhẹ nhàng gấp lên, từ từ ăn một miếng nhỏ. Hiểu. Công chúa. Tôi thích lắm đó. Vì chiếc khóa trường thọ này là nhờ cậu và tôi liều mạng ăn no căng bụng mới giành được nó. Nó có giá trị kỷ niệm mà. Đợi tôi với. Ông cha là, đợi tôi. Trường thọ đó tinh xảo lắm. Mẹ. Dạ phải, hôm đó con có hứa làm khóa trường thọ này cho tứ đó, nhưng nhiều lần trì hoãn, đến hôm nay mới làm xong. Tuy hiện giờ cổ đã là công chúa rồi, hôn mưa được mưa, nhưng con cũng rất muốn thực hiện lời hứa của con. Con vẫn rất yêu tứ. Mẹ. Sinh con lý nào không hiểu ý của con. Con người của con luôn chung tình như vậy. Tiếc là Tương Dương có lòng, thần nữ vô mộng. Mẹ xin lỗi con đa thọ. Hả? Thật ra tại mẹ có thành kiến môn đệ, mẹ từng khuyên tứ thoái lui, hy vọng cô ấy có thể hiểu được tâm trạng của người làm mẹ này. Vậy tứ nói sao? Cô ấy nói cô ấy không hề có ý gì với con. Cổ cũng có nói với con, trong thâm tâm của cổ chỉ có thiếu niên bạch mã hôm đó cứu cổ. Chỉ sợ là tứ có ý chiều theo cho nên mới mượn lời thôi. Mẹ xin lỗi đa thọ. Có thể là do ý trời mà. Hiện giờ tứ đã là công chúa, không còn như xưa, đến lượt kim đa thọ này không xứng với cổ thì phải không? Có sao đâu. Bà nội thì làm lại từ đâu. Mẹ ngồi đi.
con đi nói với Tứ là con ngưỡng mộ nó, có lòng không sợ trễ. Tháng 10 cũng là đúc chút Tết rồi. Ê, con ở đây sao? Đi thôi, đi thôi. Tới nhà môn tìm Hữu Duy đi. Mẹ à, mẹ tìm Hữu Duy để làm gì? Nhờ nó làm mai. Giới thiệu một cô nương cho Đa Thọ làm thê tử. Con. Để Đa Thọ từ bỏ ý định, không còn yêu Tứ nữa. Thành thân nhất định phải môn đăng hộ đối, thiếu gia không thể cưới người hầu được đâu. Nội à, sao nội nói chuyện lúc này lúc khác vậy? Phải đó mẹ à, đằng này mẹ bảo Đa Thọ đi tìm Tứ, đằng kia thì bảo nó đừng có yêu Tứ. Thật ra mẹ muốn nói gì đây? Nội à, nội định nói đùa với con phải không? Bây giờ là giờ gì vậy? Ăn cơm đi, đi ăn cơm, đi ăn cơm. Ăn cơm? Lúc nãy chúng ta vừa mới ăn xong mà. Con khùng rồi hay sao? Ăn cơm gì chứ? Tới thần lầu thắp nhang cho tổ tiên. Thắp nhang? Chúng ta vừa mới thắp nhang xong mà. Dạ phải đó. Đã nói là ăn cơm rồi, mẹ đói bụng. Mẹ đi ăn cơm. Nội. Mẹ à. Chết rồi mẹ ơi, có phải nội bị bệnh không? Lập tức sai người đi gọi đại phu. Sao hả, sao hả? Nội đã uống thuốc định thần, đã ngủ say rồi. Để nội cố gắng nghỉ ngơi đi. Bạch đại phu à, thật ra nội bị bệnh gì vậy? Sau khi chẩn đoán cẩn thận, thấy phu nhân đang mắc phải chướng ngại. Triệu chứng của bệnh này là trí nhớ suy giảm, thời gian ngày tháng đảo lộn nhầm lẫn. Lịch sử ngày xưa, chuyện cũ trước đây có thể nhớ rõ mồn một, trí nhớ rõ ràng vô cùng. Nhưng mà đối với những chuyện mới xảy ra, trái lại mới quay lưng đi thì quên hết tất cả. Hèn chi mẹ nhớ chuyện đi tìm Hữu Duy làm mai. Nhưng mà nội lại quên, tối nay đã ăn cơm rồi, thắp nhang rồi đó. Đại phu à, mong ông lập tức kê toa thuốc đi. Nhân sâm cũng được, táo đỏ cũng được, cho dù là thiên sơn tuyết liên cũng được. Thảo dược mắc cách mấy á, chúng tôi cũng mua cho bà nội dùng mà. Tiếc là hiện giờ nhị tẩu không phải là công chúa, nếu không cũng có thể nhờ người y giúp đỡ. Có mời người y, e rằng cũng khó lòng giúp đỡ được. Không lẽ bệnh này là chưa mất trị? Đúng vậy. Hả? Hiện giờ điều duy nhất mọi người có thể làm là cố gắng làm cho người bệnh vui vẻ. Hiểu, làm cho bà nội vui, làm cho bà nội cười. Giúp người bệnh thường xuyên động não, thường xuyên tư duy. Hiểu, cần động não sẽ không bị suy thoái nhanh quá. Ôi trời, sao đông đủ quá vậy? Bà nội. Nội tỉnh hả? Nội à. Nội à, nội. 1, 2, 3, 4, nghĩa là đủ 4 người chơi gián diệp tử hí. Nội không thích chơi diệp tử hí 2 người đâu. Đi đi, mở bàn đi. Chúng ta mở bàn đi. Bây giờ đã khuya rồi, chơi bóng gió được rồi. Ơi, chơi không tới đâu, không chịu. Đã nửa đêm nửa hôm rồi, chơi tắm gió được rồi. Nội đánh công lâu lắm đâu, đánh 16 gió là được rồi. Hả? Không đánh mất mặt lắm đó. Chơi 16 gió nhanh hơn đồng chí. Thôi được, thôi được. Được thôi, vậy được. Nội vào trước nhà, không cần nhờ bà lão này. Nội đánh bại tự thành một nhà, không cần nhờ nhà trên. Một nhà thắng ba nhà. Ô, cái bánh, đôi tiếng tứ, mau. Ô, là toàn màu hai con. Nhanh lên. Ô, sao lại ô, sao nhanh quá vậy? Nhất sắc, ô. Trời ơi, bà nội. Ôi trời, mới chớp mắt đánh 16 gió rồi, nhanh thật. Gà gái rồi. Kết thúc. Lần sau tới sớm ha. Lấy tiền. Vậy sao? Một nhà thắng ba nhà, lợi hại quá. Lợi hại quá. Bà nội đúng là lợi hại, đánh khắp thiên hạ không đối thủ. Đúng đó. Đánh đến ba tức phụ cũng không kịp thở. Bà nội đánh thắng đúng là dễ hơn ăn đậu. Mọi người ngủ sớm nha. Lấy tiền. Ơi, khoan đã. Đây là cái gì đây? Dịp tử khí có 9 con mà sao? Con ù giá rồi. Trời, sao nàng kỳ vậy? Ba cái đứa này ngồi sau lưng như hình dịp bông thông đồng với nhau mà. Nè, còn con nữa. Nhanh, hối. Đến gió đồng thành gió tây rồi. Mẹ gọi con chưa ấm ghế làm sao đánh thành 16 gió. Con tưởng mẹ là trẻ con hay sao? Hay là thất tam phong? Các người không thích đánh dịp tử khí với tôi thì lên tiếng đi. Cần gì giả lả với tôi? Tôi đánh dịp tử khí cũng có chi khi lắm chứ. Nội à, nội. Sao bà nội lại trở nên tinh ranh như vậy?
Trời mẹ, mẹ đừng có giận mà. Tụi nó còn trẻ thì sợ mệt thôi. Ở tuổi có con thì không còn sợ đâu. Đánh tiếp, đánh tiếp, đánh tiếp. À, đúng đó nội à, để ba đứa con trai này đánh nha. Hả? À, đúng rồi. Mày đánh dịp tử hí, mày đánh ngứa tai lắm rồi đó. À, đổi gió thay chỗ, nhanh lên. Được. Bắt đầu từ con gió đầu tiên. Hả? Đánh lại từ đầu sao? Đỡ nói đùa với các con thôi. Con làm như đỡ con biết nắng đã lên cao rồi hay sao vậy chứ? Tất cả xịt mí rồi. Thôi được. Con à, tổng kết. Hả? Lại tổng kết? Nội à, lúc này tổng kết rồi mà. Đừng có ăn gian. Đừng tưởng lão bà này không biết gì cả. Tính tiền nhanh lên. À, đưa 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 đưa. Bao nhiêu nhanh cũng lên, đưa. Nhanh lên, nhanh lên. Nè nè nè, đây. Đưa đây nhanh lên, nội đâu có ngơ ngẩn đâu. Lúc thì tinh lanh quá, lúc thì ngớ ngẩn quá. Bà nội làm chúng ta muốn chóng mặt luôn. Lão gia. Lão gia. Mẹ. Nè, có người mời đãi tiệc nè. Vậy sao? Ai đãi tiệc vậy? Đại thọ hay là thành thân vậy? Trần lão gia đó. Trần phu nhân lập thiếp cho ổng. Ê, đúng là đáng quý à. Hiếm có phụ nữ nào độ lượng như vậy đó. Dịu cho người đàn bà khác vào trong nhà của mình ở. Tại bất đắc dĩ thôi. Trần phu nhân không có con mà. Bà ta sợ bị tướng công thôi, cho nên mới kiếm người lập thiếp cho ổng. Người ta có nỗi khổ đó. Ai, thật ra Trần lão gia không biết chọn thê tử thôi. Ít ra cũng phải chọn người hậu trang có thịt, sinh con đủ 4, 5, 6. À, phu nhân à, lúc bà lấy tôi cũng không tròn trịa đầy đặn cho lắm ha. Trời, tôi làm sao mà giống chứ. Đành rằng tôi yểu điệu mảnh mai. Nhưng mà trong bụng tôi có cục gừng. Tức là trong bụng tôi có quả đó. Có quả tức là có hậu, vậy thôi. Nè, tuy tôi chỉ sinh một mình Hữu Duy thôi, nhưng mà nó tập hợp linh khí trời đất. Nó là đứa con giỏi nhất đó. Một đứa bằng 10 đứa có phải không? Ờ, phải, phải. Nè, mời cả gia đình đó nha, ai cũng phải đi hết. Ờ, để mẹ vô phòng kiếm vài món nhẹ tay một chút để làm lễ vật cái đã. Ờ, phu nhân à, chúng ta và Trần lão gia ít ra cũng có một chút giao hảo. Nặng thêm một chút có được không vậy? Ê trời, cưới tiểu thiếp thôi mà. Tôi làm sao biết gia đạo của ông ấy có phúc hay là không. Lỡ cưới tiểu thiếp này về lại không có con, lại cưới thêm một người, lại đãi thêm một tiệc nữa. Vậy tôi lỗ vốn quá rồi. Ông khờ quá đi. Cha, thôi đi. Cha tính toán không giỏi bằng mẹ đâu. Mẹ của con còn thương người ta không có con kìa. Người khùng ai có phước khùng mà. Chỉ cần mẹ hạnh phúc là chúng ta được vui rồi. Vậy cũng phải. À đúng rồi, mẹ của con có hẹn với Bốc Dứt Bốc giúp con và Ngân Bình kết hợp liên thanh bát tự. Là rằng liên thanh bát tự này không phải là của con, nhưng mà màn kịch này theo lệ thì cũng phải diễn chứ. Không sao đâu, quan trọng là mọi chuyện thuận lợi thôi. Kết hợp niên canh ắt có thể thành thân đó. Bát tự phù hợp, phu thê hòa thuận. Hay lắm, hay lắm. Đây chính là liên thanh bát tự của Hữu Duy. Cũng được. Năm Quý Mùi, tuổi Mùi nha. Phải, 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 phải. Tôi và nó cùng một con giáp mà. Ngây thơ như cừu vậy. Mạng của cậu ta cũng cao lắm đó. Vậy sao? Mạng cậu ta khổ cực. Lúc trước đã từng có đại kiếp, đảo một vòng ở Quỷ Môn Quan. Có phải lúc võ cậu ta từng bị bạo bệnh hay không? Hả? Có sao? Có một lần bị sốt cao. À dạ phải, bệnh đến nỗi xanh mặt ói mửa luôn đó. Hồi nào chứ? Lâu lắm rồi ha. Dạ phải, lâu lắm rồi, đừng có nhắc nữa. Quay trở lại chuyện bát tự đi ha. Phải rồi, nói chuyện bát tự đi. Tiếp tục đi. Nam tuổi Dê, thi tử không nên tuổi Hổ. Nếu không thì xung khắc, dân mồi vào miệng hổ đó. Không có được đâu. Đúng lúc. Con tuổi Hổ. Hả? Tức là cô sinh vào năm Canh Vận, có phải vậy không? Thật ra con giáp xung khắc cũng không có quan trọng. Không quan trọng. Cô không sinh vào tháng 7 hả? Không phải cuối tháng, để coi có thể gặp dữ quá lành không. Hả? Tháng 7? Lại còn cuối tháng 7 nữa? Vậy tức là sao? Tháng 7 tức là tháng cô hồn, cuối tháng chí âm chí hàn. Xung khắc, xung độc, phạm hình khắc. Tướng xung tương khắc lại hình khắc. Vậy tức là chết chắc rồi. Không sao. Không sao. Quan trọng nhất là cha mẹ Ngân Bình vẫn còn sống. Vậy thì có thể thêm cát bổ bất tuất. Con không cha không mẹ. Hả? Không sao hết cả. Không sao. Không sao. Quan trọng nhất là huynh đệ tỷ muội của cô nhiều hả? Tỷ như bắt đẩu, chung tinh cửu nguyệt. Vậy thì có thể bổ bất tuất rồi. Con không có huynh đệ tỷ muội. Hả?
Cha mẹ qua đời có phải là cao số quá không? Phải. Vậy cây khô lá héo có phải là hình khắc không? Đúng, đương nhiên rồi. Cổ âm bất chưởng, đồng dương bất sinh. Mạng này của cổ đó vốn là thiên sát cô tinh, người sống chớ gần. Nếu như thành thân thì sao hả? Nếu như họ thành thân thì lúc nào cũng bị xui xẻo, đi đứng cũng bị dấp té, bàn đào thành đại cát, không chừng bị người ta cầm chổi gà đập thẳng vô mặt. Phu nhân à, sách tướng nói vậy thôi vẫn có thể đổi mà, chỉ cần mua sẵn heo vàng xem như trả lễ, cầu phước có thể tiêu tao giải nguy. Có thể đổi, có thể đổi mà. Phải đó. Lão gia tôi nói vậy có phải không? Mà muốn tôi nói thật hay là nói dối đây? Được rồi, không cần nói nữa. Phu nhân à, phu nhân, mẹ, phu nhân à. Thật ra xem bát tự cũng chưa chắc chính xác lắm. Đương nhiên rồi, có câu tin vào sách chỉ bằng tin vào mình đi. Mẹ à, nghe biểu ca nói bốn chiếc bốc này lúc linh lúc không linh, không thể cả tin vào ông ta được. Theo tôi thấy, vận mệnh thắng thiên, ba phần phải lý, bảy phần do người rồi. Dạ phải, dạ phải. Vậy cũng phải, gần đây tôi đang gặp may mắn, hào quang chiếu sáng, không lý nào lại gặp xui xẻo. Phải đó. Trời, đại cát đại lợi, làm gì có vàng mã. Tại sao ban ngày ban mặt lại có người đốt giấy vàng mã như vậy chứ? Trời ơi, tại sao lại đốt nhiều quá vậy? Có người bày ra đồ cúng tế đó. Không được, tôi phải về tắm lá bưởi cái đã. Mẹ à, cẩn thận đó. Trời ơi, sao lại bắt tôi đi ngược vậy? Mẹ à, phu nhân à, phu nhân, đứng dậy đi. Sao vậy? Có đau không vậy? Mẹ, có làm không vậy? Nguyên cái chỗ đập vào mặt, bây giờ tôi không muốn xui cũng không được, còn đen hơn lỗi nồi nữa. Bốc giật bốc nó đúng lắm, bát tự không hợp sẽ tương xung lại tương khắc, bây giờ tôi không chết cũng phiền lắm rồi nè. Mẹ à, nhân duyên tốt sao ra nông nổi này? Ta là quan uổng quá, ngày tháng như bát tự vốn dĩ không phải của con mà, ngăn nổi không thể nói cho mẹ biết được. Có thể là không liên quan tới Ngân Bình, mà do bát tự của con tương khắc, cho nên mới liên lụy tới phu nhân đó. Vậy con biết tính sao đây? Chỉ